Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Build a Noob Tycoon. Thì hiện tại là mình sẽ chuẩn bị xây một cái nhà máy để chế tạo ra những cái bọn noob nha mọi người. Rồi, ok, thì bây giờ trước khi bắt đầu vào game thì con sẽ nhập code. Game này code nhiều lắm mọi người ơi. Code là phê pha luôn. Đấy, đầu tiên nè, code nè, đấy. Tôi sẽ nhập vô cho mọi người nha, đấy, up. Đấy, ok, code thứ hai đây, đấy, theo mọi người để ý cái số kỳ nha. Đấy, code thứ hai nè, đó. Rồi, code thứ ba nè, kỳ nó sẽ nhảy lên nè. Ấy, có thứ ba đây nha mọi người. Ấy, có thứ ba nè. Đó, có thứ tư nè. Đó, Twister nè. Bấm cái lên kì. Trời ơi, tiền quá trời luôn mọi người. Có tiếp theo nè. Ấy, Noob by Noob. Noob. Noobie Noob. Không mệt quá, cái từ của nó đọc gì đi. Rồi, có tiếp theo nè. Thank you. Bấm vô phát nữa. Đấy, mọi người thấy chưa? Có nghĩa là sau khi mọi người nhập hết cái code này xong đó là mọi người sẽ được nhận tầm chừng 430 tiền. Đây, có tiếp theo, code cuối cùng nha mọi người. À, ok, đấy, sau khi mà mình nhập code xong là mình... Úi giời ơi, tôi lại trở thành... người giàu có rồi, ngon. Bây giờ là tôi sẽ dành hết cái số tiền này để mà tôi xây dựng ra cái nhà máy sản xuất nước. Đầu khi là một mình sẽ xây một cái basic conveyor. Tiếp theo, à, cái này là cái máy làm cái đầu nè mọi người. Đó, cái đầu hình tròn nè. Ồ, cũng được đấy chứ. Ok, đầu hình tròn. Ok. Ủa, cái đầu hình tròn mà sao nó lại ra cái hình vuông nhờ. Ok. Rồi tiếp theo là cánh. Cái này là cây phải nè. Đấy, cây phải nè mọi người. Đây nè, cây phải nè. Đó, có nghĩa là cái đầu nó ra cái đầu, còn cây phải là cây phải. Thì cái cây này nó là cơ bản rồi, nó đúng thì cũng không đó. Nhưng chắc tôi nghĩ cái này là phiên bản, gọi là phiên bản kém chất lượng nè mọi người. Nên hàng chi giá nó rẻ rề à. Rồi tiếp theo luôn là chân trái nè. Ok vậy. Tay phải rồi chân trái là sao ca? Hồi nãy cô có đọc lộn bên kia là cái chân gì không ca? Rồi tiếp theo này là gì đây? À, cái thân. À, cái này là cái thân nè. Đây, tay trái, à, tay phải chân trái. Còn đây là tay trái chân phải. Vãi thật. Nó hơi ngược ngược. À, đây là cái máy đây là cái máy hoàn chỉnh đó mọi người. Đấy, sau khi nó chạy xong thì nó sẽ ra thành phẩm hoàn chỉnh ha. Ui. Kinh đấy, được đó, đó thấy chưa? Ôi được, chưa gì được 500 mấy rồi, cũng ngon. Ok, nếu như game này mà không có code là đó chắc là nhập chắc là loại gì sao ta? Chắc là đợi chơi là cực kỳ lâu luôn ấy. Thầy, ôi cái này là nhiêu? 250. À bây giờ được 250 so với cái mấy trăm ngàn này của tôi thì chỉ là một con số nhỏ thôi. Nãy giờ tôi sẽ mua hết luôn. Đây là mấy cái con mô hình nè, họ rất nhiều loại mô hình của bọn núp luôn, rất là nhiều kiểu dáng. Mọi người ai thích mua tôi đặt ship giao tận nơi, giao ship tận giường luôn nha mọi người. Đây, ở nhiều con này bị cục tay nè, con này bình thường nhất nè, đấy con này là bình thường nhất nè, con này chắc bị bệnh hay gì đó da xanh nè, con thì lùn nhưng mà đầu to nè, đấy con thì lùn nhưng mà mọi thứ nó đều lùn hết. Đấy, còn con này thì nó có con bé dễ thương quá. Đó, rồi con này thì nó chổng ngược nè, con này là murder nè, đấy. Ủa, núp có loại này nữa hả ta? Sao con nhìn lạ quá vậy? Rồi núp, ôi ơi. Đó, ok, rất là nhiều loại núp nha. Đó, ai thích con nào là con ship cận giường con đó. Rồi, bây giờ con sẽ xây kiếm cái gì đây ta? À, xây cái cửa. Ok luôn. Màu cửa luôn. Bên này là gì đây? À, tường cao hơn đường chút. Ok, xây cái tường cao hơn. Mái nhà luôn. Rồi, cái này là gì nữa? À, cái bảng hiệu đúng không? Ôi trời ơi, Build a Noob Workshop. Xưởng sản xuất bọn nước ghê thật. Có luôn. À đây, trong này có gì nữa đây? Xeo, à đèn. Ở đây là gì nữa? Gì? Núp bên sau, à. Vãi, dễ thương vãi chưa luôn mọi người. Núp nè. Núp mà được gắn cái trên cái cục gôm ấy. Ôi ôi, dễ thương thế. Nhức nách luôn. Ok, đằng sau đây là gì đây? $1 hả? Cái này là gì? 150 mui nè. Ok. À, warehouse hả? Ồ, cái này là tôi có cái nhà kho luôn hả? Kinh vậy. Ôi, nhà kho mà nó bự hơn cái xưởng này nữa chứ. Không, tôi nghĩ này không phải nhà kho đâu mọi người. Tôi nghĩ nó để warehouse chứ thực chất ra trong này là nó nó sản xuất ra một cái nó sẽ sản xuất tiếp cái bọn nước ở trong này. Chắc chắn luôn. Dùng cái warehouse là không đúng, chỗ này phải là facility. Nó mới chuẩn chỉ. Này là cái bức tường nha mọi người. Đấy, cái bức tường nè. Đấy, trên kia có cái lỗ này chắc chắn là conveyor nè. Đó. Chắc chắn là sẽ có một cái conveyor nó chạy qua cuối cái chỗ đó.
Nhìn nó đây, cái máy nhà nó. Ủa sao không phải mua một lần luôn đi chứ, bắt chi mua gì dài dòng vậy trời. Rồi cái reo linh. À ok, đây conveyor đây. Ok conveyor. À bây giờ là mình sẽ xài tiếp. Đấy, tay trái là mọi người thấy chưa? Đấy cái chỗ này nó sẽ chuẩn hình như nó sẽ chuẩn nó sản xuất ra cái linh kiện của bọ lộng cái thân thể của con nước á, nhưng mà hàng chất lượng cao. Đó. Ok, thêm một cái máy nữa. Đó, cái này là gì đây? Phần này giống như là cái lò đó mọi người, cái lò đó giống như vô đây hình như nó ra cái gì đây. Ủa cô thấy nó cũng vậy mà khác gì đâu. Ở kìa. Chắc nó ra chất lượng hơn mà chắc mắt thường nhìn không ra đấy mọi người. Thôi mặc kệ đi. Ờ có mấy kiểm tra chất lượng nữa nè. Ôi trời ơi, ngon. Ôi ơi, có sơn màu luôn. Ôi ơi, đây cái này mới chất, cái này mới đúng nè. Đấy, chuẩn. Ok, bây giờ con sẽ được tay có rồi đúng không? Bây giờ con sẽ chuyển qua là thân. À thân hả? Tưởng xong cây xong cái chân chứ. Hóa ra cây xong cái thân. À, thì nó cũng sẽ khác như nó cũng sẽ na ná như mấy cái này. À, là cái lò nướng nè. Đấy. Rồi à, kiểm tra chất lượng nè, sơn nè. Ok, giờ là cái phần thân là xong rồi nha. Để coi thử coi bây giờ mình qua này là gì. Đây chân. Chân phải nè. Còn này là chắc chắn là bên ủa còn chân trái nằm ở đâu? Chân à chân phải chân trái nằm ở khu này. Tay phải cây trái. Cái này là cái đầu đúng không? À không, cái này là cây phải cây trái. Rồi thân, chân phải chân trái nè. À vậy là còn thiếu cái phần đầu nữa. Ok luôn. Xài hết với cái đống này là có cái phần đầu là vừa rồi. Ôi xời. Rồi cái phần đầu nằm đâu? Đây đúng không? Đây. Rao hit nè mọi người. Hồi nãy chỗ kia nó chỉ để là cái hit maker thôi. Còn đây là rao hit là cái đầu tròn đấy. Đó, bởi vì hàng chất lượng nó phải khác chứ. Đó, rao hit nè. Còn mọi người nó rớt cái đầu xuống nè. Đấy. Trời ơi. Nốt của tôi nó phải là như thế chứ. Tôi là tôi nhìn không quen với cái bọn nốt nào mà nó vuông vức đâu. Đấy. Tôi rất thích cái bọn nước nào mà nó phải như thế này. Đó, rồi sao bắt đầu sơn màu vô nữa. Đó, chuẩn chứ. Ơ kìa, sao lại rớt rồi. Ôi giời ơi, mọi người coi rớt uổng không chứ. Rất thật. Đây nè, đó, đi qua đây cho mọi người coi nó sẽ đi hướng nào nè. Đó, sao đi chậm chứ coi. Sao thấy mấy cái món đồ này đi nhanh lắm mà. À không, cái nào món đồ này nó đi cũng chậm như cùi vậy. Đó, đây. Đấy, nó sẽ rớt xuống. Nó sẽ rớt xuống cái xe tải bên ngoài. Ok, rồi cứ biết là như vậy đi. Rồi bây giờ con sẽ đi ra ngoài để con coi thử coi còn là chúng ta nên xây thêm cái gì nữa. Này cửa ra được không? Ừ, cửa này ra được nè. Ngon. Đây, ở chỗ này nó có thêm một cái dấu. À nó nói nè. Ôi giời, ủa cái này qua được không? À. Có nghĩa là mình muốn qua chỗ xe khu nhà người khác là mình sẽ đi qua cái đường hầm này. Đây cái đường hầm này. Một con đường dẫn tới cafe. Ok man, biểu luôn. Cafe để làm gì nhỉ? Cafe trong này để làm gì nhỉ? Tại sao có những cô vô cafe đó làm cái gì? Cô đâu có nhu cầu làm cafe. Lộn, cô đâu có nhu cầu đi vô cafe. Một cái đèn nè. Ok, cái này là gì đây coi? Để tới coi luôn lần đi cho nó biết. À bỏ đi, nhìn cái số tiền là hay muốn bật ngửa càng sau rồi. Chỉ là tượng của con nước thôi mà nó kinh khủng khiếp thiệt chứ. Mắc quá. Ok, để cô coi thử coi nó dẫn vô cafe này làm cái gì trong đây đây. Oh, mà. Rồi, vô luôn. Ditto Arctis hả? Arctis này nó dẫn tôi đi đâu đây? Chắc đến một cái vùng đất nào đó đi. Đây nè. Nó dẫn tôi tới một cái vùng đất nào nữa này. Trong vùng đất này làm cái gì nè? Một cái phòng thí nghiệm. Một cái mai. Và nhà sản xuất nước nó nằm ở đây. Còn đây là phòng thí nghiệm nè. Chắc là con sẽ đi qua cái phòng thí nghiệm trước đi. Chứ bây giờ nó đâu. Chứ bên này nó đâu còn ở đường nào khác nữa đâu. Đó, ok. Khoan, từ phải đi mở hết coi mấy cái đống này là mấy cái đống gì. Đèn nè, rồi cây nè. Ok, mấy cái đèn thì giá rẻ thì mình cứ hốt thôi. Rồi tiếp luôn. Đó, đây một cái hình như là cái này là cái cabin dùng để nghiên cứu ra cái nghiên cứu gì cả. Phòng này là phòng nghiên cứu mà thật sự giờ kêu tôi nghiên cứu tôi cũng không biết nó nghiên cứu cái thứ gì trong này nữa. Đây nè, thuê scientist nè. Đấy, nó nghiên cứu cái gì trong này? Không lấy nghiên cứu ra chế tạo ra bọn nút nó cao cấp hơn hả? Cũng có thể lắm. Cũng có thể lắm. Có tủ luôn nè, có final science kịch luôn nè. À. Ok, nạp gì lần đầu trời? Làm gì có nạp lần đầu? Xe cốt nè. Tức quá, nói của nạp lần đầu tôi tức quá xe cốt. Đó, cốt đó nhập đi.
dám kêu tôi nạp lần đầu, đâu ra nạp lần đầu, người ta sẽ nhập code đàng hoàng. Tức gì cái chứ. Rồi, mai nè. Ok, bây giờ tôi sẽ đi qua bên này thử coi. Đường này nó dẫn tới mai thôi mọi người. Đáng lẽ mai nó phải dẫn một cái đường nào khác chứ. Rồi sao nó lại dẫn đường này nhỉ? Ok, thôi đi kiếm đi. Cái biển báo nó hơi sai chút, thôi kệ nó mong sao. Cây nè, đấy nó lại có thêm một cái lốc cabin ở bên này nữa. Tức thì cái chứ. Rồi ơi, rồi cabin này trong này để làm cái gì nữa đây? Đừng nói cabin trong này đó thấy chưa? Nói đến smart science, cái nhà khoa học thông minh hơn. Bên kia nhà khoa học chắc không thông minh đó mọi người. Ừ. Bên kia nhà khoa học hèn chi khoa học núp rồi khoa học rồ nó phân chia ra rõ rệt. Nó thiệt luôn á chứ. Thấy không? Nhìn nào mọi người thấy không? À bên kia là thuê mấy thằng núp là thuê 4 thằng. Mấy thằng gà thuê 4 thằng science kịch, còn bên này thông minh hơn có thuê thằng thuê được có 3 thằng thôi. Hết tiền rồi, tiền đâu sẽ thuê chi cho nhiều. Còn này là gì đây? Ôi ơi. 75k luôn hả? Mắc vậy? Ôi ôi. 75k Munetri nè. Ô. 5.000 Mune cho 1 phút. Nói thật chứ 5.000 Mune cho 1 phút cũng không biết tôi có nên mua cái cây này có phải là sai lầm hay không. Chứ bây giờ tôi mua cái đống mấy cái thứ này, mấy không biết mấy cái thứ này nó có giúp tôi tạo ra tiền hay không nữa nè. Đấy. Thấy không, mấy thanh niên này nhập vô đùng một trời, đùng quá trời tiền luôn. Ngon, nó phải như thế chứ. Thấy không, tôi là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Đấy. Tôi mà có code là tôi share cho anh em liền chứ, tôi giữ chi, đúng không? Rồi, ok, mấy cái này là mấy cái band thì ta chắc cực cực của sai đi, cậu gì nó hao quá mọi người ơi. Thật sự quá hao. Ở đây có một cái quặng nè. Ở đây có cái quặng nè, quặng gì nè. Quặng này nhìn giống cái đầu quá vậy. Thuê thợ nè. Ây trời ơi. Ây trời ơi. Khi một bộ phận của đứa là một cái quặng mọi người ơi. Nó thay cái chỗ đây là cái đầu nè, bé trưởng thiệt chứ. Đấy, mọi người thấy chưa cái đầu nè. Chè đầu. Thêm một người thợ thác. À chắc chắn mấy thằng này nó cũng giúp mình tạo ra nước mà. Thì đó mấy nước này mình chế nó thành chế thành robot xong mình đó mình để vô đây nó làm thợ mà, nó làm thợ nè. Đấy. Nó đi đào nó kiếm thêm tiền cho tôi. Ôi đèn kính sau đi, giờ là không cần đèn lắm đâu. Thêm cái quặng nữa nè mọi người. Vãi rồi. Đâu ra mà lắm quặng thế nha. Thuê cái gì đây? Thuê người. Ủa cái này là cái gì? Cái cánh tay đúng không? Ừ đúng rồi, thấy nó giống cánh tay hơn nè. Trời chuẩn chỉ luôn cánh tay luôn mọi người. Ôi trời ơi. Là chắc chắn là có đầu thân. Có cái đầu và cái thân nữa. À đâu cái đầu là có rồi. Cái thân. Cái thân và cái chân. Đúng rồi, cái thân và cái chân. Rồi hết tiền luôn rồi. Ok men. Số hưởng luôn. Hết tiền luôn rồi. Chà 15k coi mua được cái thứ gì trong này trời. Thiệt luôn á, 15k coi không mua được cái thứ gì luôn á. Mua đúng được cái một cái căn nhà này hết rồi đó. Nhà này hồi nãy nó là nhà gì? À nhà cho miner thôi hả? Ôi trời ơi, nhà cho miner không mà nó mắc kinh hồn thề. Hết tiền. Đấy, tài sản của tôi được như đó rồi đấy. Bây giờ tôi reset tôi về cho nó nhanh. Đấy, giờ tôi reset tôi về cho nó nhanh chứ biết sao giờ. Về đấy, về lại được cái nhà của mình, làm về lại được cái xưởng của mình rồi. Để coi được nhiêu tiền. Ủa, được có 110 mấy ngàn à mọi người. Ít quá, được có 110 mấy ngàn à. Ít thiệt đó chứ. 110 mấy ngàn mấy con xây được, con build được cái thứ gì nữa. Không kể nó, được nhiều hay có được nhiều hay bấy nhiêu. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại để mà mình xây cho xong. Không, xây tiếp đi mọi người. Chứ giờ mà kêu xây cho xong thì cô không biết chừng nào kêu xây xong cái đống này luôn á. Thiệt. Rồi, đi qua cái khu bên này thôi. Cô nghĩ khu bên này là chưa xong đâu. Cô nghĩ là nó còn nhiều thứ nữa. Còn nhiều thứ nữa, ghê gớm hơn cái khu này nữa. 5 phút mà được 5.000 mua e thì cô nói thật sự là 10 phút mới được có 50 ngàn thôi. Nên là tôi mua cái cây này là tôi thấy nó hơi nó hơi phế. Bỏ ra 75k mua cái này của nó thật sự nó không. Nó tiếc lắm mọi người. Tiếc tiền lắm luôn á thầy. Rồi, thôi để tôi xây cho xong cái nhà này đi. Tại cái nhà này nó mắc tiền nhất nên là tôi xây cho xong cái nhà này. Ơ lộn. Cái nhà này thì ừ đúng rồi, nó cũng khá mắc tiền mà. Xây xong cái nhà này thì cô nghĩ là mấy cái thứ này nó sẽ dễ thở hơn. Ơ chết. Cái khúc này quên mua rồi. Thôi mặc kệ đi. Ok nó để hai thằng cũng được đi. Đấy, tạm thời để hai thằng cũng được đi. Rồi hết tiền luôn rồi mọi người ơi.
Ê ơi, cái phòng mà cái giường, cái này là cái gì? Cái giường đúng không? Cái giường 17.000 mấy luôn, khiếp khủng khiếp thiệt chứ. Quá trời quá đất thiệt. Đúng là cái cô xây cái nhà cho cái bọn miner này đúng là nó cùng đám, nó chỉ là người máy thôi mà tại sao nó lại bắt tôi xây cái căn nhà để làm cái gì cho người máy thì đào đi chứ, khổ thật sự. Đấy, tôi là người cung cấp nốt cho mấy cái game kia nha mọi người, cung cấp sỉ luôn á. Đấy. Mọi người thấy mấy cái game kia, mấy cái game mà có đội đội quân nốt là do tôi bán sỉ cho mấy cái thằng làm game đó đó. Đấy. Bán sỉ luôn đấy. Ok, 75. Ở đây ở đây có thiếu cái này mà tôi quên mua nè. Đấy, bây giờ mua luôn. Là gì đây? Ủa vậy thôi hả? Ơi ơi. Ủa xuống đây có được cái bí mật gì không? Họ không được bí mật luôn mọi người. Vãi thật. Thôi. Nhảy lên cái. Ơi giời ơi. Ừ, hết hồn, cứ nhảy lên không được chứ. Ok, để coi thử ngó xung quanh coi ở đây coi còn cái nào mà dấu chấm than đúng không? Có cái dấu chấm than tức là cô chưa có mua nè, đó, có nghĩa là dấu chấm than nó sẽ lúc nào nó cũng hiển thị ở xung quanh mình. Nên là chỗ nào mà có dấu chấm than thì mình sẽ coi đó mình mua. Nhưng mà chỗ này thì có vẻ như là toàn bộ khu này thì ngoại trừ cái cục này ra thì tôi mua gần hết rồi. À, đây. Đó, 1 triệu nha mọi người. Golden Noob Sky Tour. Đấy. Nên thôi khỏi mua đi, dẹp đi. Mua chỉ mấy cái thứ đó làm gì không biết nữa. Được nhiêu rồi? Được rồi, được 101 rồi. Ngon, nó phải như thế chứ. Nó phải như thế. Đấy. Rồi, bây giờ là tôi sẽ quay trở lại để mà tôi xây cho tiếp tục tôi xây cái bên kia. Rồi. Rồi, nãy giờ là tôi mới để ý nha. Rồi, trong quá trình là tôi đang đợi tiền nó lên á, tôi mới để ý là hồi nãy là lúc vô là tôi không để ý luôn. Bây giờ tôi mới để ý nè mọi người. Thấy mấy cái cây ở đây nó cũng bị ảnh hưởng bởi màu sắc của cái con nút đó. Có nghĩa là ở đây là giống như là một là hành tinh của để chuyên sản xuất ra cái con nút hay sao ấy. Thiệt là cây nè, không mấy cây nấm nó cũng mọc ra nè. Rồi mấy cái cây cây thật, mấy cái cây cây cao này cũng vậy nè. Đấy. Trời ơi, giờ tôi mới để ý luôn á, thiệt sự. Rồi, ok bây giờ tôi về tôi lấy thêm tiền thôi mọi người. Hồi nãy là tôi mới vừa build nhưng mà build chưa có đủ ấy, nên là tôi để dành một mớ mớ tiền một chút xíu. Mà chắc là thật sự là cũng không nhiều đâu nha. Tầm chừng 170 thôi. Không, nói chung bây giờ thì tiền nó lên cũng nhanh hơn rồi. Ui mọi người ơi. Đừng nói là chút nữa tôi mua được cái máy khoan này luôn nha. Trời ơi. Nguyên cái quặng trong này nó có cái đầu, rồi cái tay, rồi cái chân, rồi cái thân của con nút nữa nè. Dám nói là cái quặng của nó, cái máy khoan nó nằm ở đây lắm nha, thiệt. Hoặc nó nằm ở đâu ngay đây nè. Ôi, nhiều quá, thật sự quá trời nhiều luôn. Ok, ở đây là một cái, à cái đèn, ở đây là cái đèn. Ở đây chắc cũng là cái đèn luôn, thôi mấy cái đèn ra rẻ thì chắc tôi sẽ, à, cái cây hả? Ở thôi kệ, mua cây cũng được đi. Rồi, đây là gì đây? Ủa, cầu thang nó làm gì ta? Ở kia, mua cầu thang làm cái gì? Ôi trời ơi, một cái quặng nữa, ôi má ơi. Quặng gì đây, quặng thân à. À, bên này không xài thợ nữa. Bên này nó chờ có cái tia đúng không? Ủa đâu phải, cái này đâu phải cái tia, cái này là cái gì? À máy khoan. Ôi trời ơi, máy khoan 75.000 tiền rồi mà ơi, hết tiền rồi, gái ơi, là gái, cùi hết tiền rồi, gái ơi. Ôi ơi. Rồi, vâng. Xây được mấy cái thứ ở trên này thì cô nó cũng chua lè, chua lát luôn á chứ, thiệt á chứ. Một cái máy khoan nằm cuốc ở trên này luôn nè. Ôi trời ơi, quá khủng khiếp. Đây, bên này là một bãi nha mọi người. Đấy, phía bên này là một bãi nữa nè. Ở hiện tại là cô đang có là đầu, tay, thân thì chắc chắn bên này nó cũng nói là cái chân rồi, không không thể nào mà nó khác bọt được. Đấy, bên này chắc chắn nó là cái chân rồi. Đấy. Ok, ôi trời ơi, ok bây đấy, tôi cũng xây được nhiêu đó đấy. À, nhờ có code nha mọi người, nhờ có code là tôi mới xây được như đây đấy. Rồi thì ok, thì ca xây dựng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao lần cho mình một like, một share và đừng subscribe kênh của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.